Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái tới cái bài số 3. Đáng lẽ thầy sẽ quay bài 3, bài 4, nhưng mà bài số 3 này thầy quay gần 25 phút nên là khá là dài, nên thầy đã cắt và thầy sẽ quay ở trong clip này là cái bài số 4 và số 5, hai bài liên tiếp. Hai bài này chắc chắn ở trong clip này em nha. Dài hay ngắn thì cũng chịu thôi. Rồi ok, thầy tiến hành đọc đề rồi vẽ hình cho các em. Vì phần nào không gian này không thể chạy nhanh được đâu em, nó rất là dài, tại vì nó có rất là nhiều chi tiết liên quan tới kiến thức cũ nên bắt buộc phải nhắc lại để chúng ta mới nắm được, để chúng ta tính cái gì, tính nào trước, tính cái nào sau, phải nào, chứ nó không đơn đơn thuần là chỉ ra một kết quả xong. Quan trọng ta phải hiểu cái nội dung của nó để xác định khoảng cách của nó là cái thằng nào, rồi chúng ta áp dụng vận dụng công thức nào để chúng ta giải quyết, cái đó là một vấn đề rất quan trọng. Cho hình lăng trụ tam giác đều. Tam giác đều thì chúng ta biết rồi, ba cạnh của nó sẽ bằng nhau và ba góc của nó sẽ bằng bao nhiêu độ? Bằng 60 độ đúng không? Có cạnh AB bằng A. Cạnh AB bằng A thì chắc chắn các cạnh còn lại cũng sẽ bằng A. Tại vì nó là tam giác đều mà. Đó. Góc giữa hai mặt phẳng A'BC và ABC là bằng 60 độ. Tính khoảng cách giữa hai đáy của hình lăng trụ. Rồi, ok, chúng ta sẽ tiến hành vẽ cái hình ra. Vẽ hình lăng trụ ra cái hình đáy tam giác đều. Đáy tam giác đều thì thực chất chúng ta không sẽ vẽ cái đáy của nó là đáy tam giác thôi. Cái thằng ở trong chính giữa này là chắc chắn là nét đứt này, tại vì cái cạnh này chúng ta không thể nhìn thấy được. Đúng không em? Ta phải đưa cái thước lên cho nó song song em nha. Chúng ta vẽ nó quen rồi thì con mắt chúng ta nó có cái độ chuẩn nó cũng khá là cao em. Khi chúng ta rơ thước, cái tay của chúng ta nó phải chuẩn xíu. Tại vì ở trong vở của các em á, là nó có ô ly vẽ rất là dễ, còn ở trong cái tờ giấy A4 này là vẽ nó tương đối khó. Rồi xong, ở đây người ta ký hiệu vô, ở đây là A B C thì tương ứng ở đây chỉ là A phẩy B phẩy và C phẩy, có cạnh AB đây bằng A thì thằng này cũng là A và thằng này cũng là A, thì trên đây cũng là A, ở đây A và đây là A, chắc chắn là như vậy. Cái gì đây, góc giữa hai mặt phẳng A phẩy BC, A phẩy BC đây, đây là nét liền này, thầy để lên đây thầy vẽ A phẩy BC là nó A phẩy C lại, và đây chính là chắc chắn là nét đứt này đúng không? Đó, cái góc tạo bởi giữa hai mặt phẳng A phẩy BC và AB C là bằng 60 độ. Như vậy bây giờ chúng ta bắt buộc chúng ta phải xác định được cái góc đó cái là cái thằng nào, ai biết? Như vậy thầy đố em nó chính là góc nào vậy em? Ừ. Như vậy để xác định được cái góc của nó ấy, thì chúng ta xem này, vì cái khối lăng trụ nó lăng trụ gì, lăng trụ tam giác đều, nghĩa là khối lăng trụ đều, nên là chúng ta sẽ gọi cái trung điểm của cái anh BC này đó chính là M, ở đây là một điểm M. Như vậy do đó góc giữa hai cái mặt phẳng A phẩy BC và ABC đó chính là góc nào? Đó chính là cái góc AM A phẩy này. Đó chính là góc này này em này. Góc giữa hai mặt phẳng thì chúng ta được học rồi. Đó, góc này chính là bằng 60 độ này. Được chưa? Góc đó bằng 60 độ đấy. Ok. Như vậy thì ở trong cái nội dung của đề bài này,
người ta yêu cầu các em tính khoảng cách giữa hai đáy của hình lăng trụ. Tính khoảng cách giữa hai đáy hình lăng trụ nghĩa là ở đây chúng ta có thể tính là gì? A phẩy đây, nghĩa là ba đường cao này, hoặc là có thể chúng ta tính BB phẩy, cũng có thể tính CC phẩy. Nhưng đối với bài này á thì chúng ta nên tính ở đây, tại vì ở đây chúng ta đã có cái góc 60 độ ở đây, mà cái góc này là nhìn anh AA phẩy này, kèm theo cái góc 60 độ này nó nhìn ở anh AA phẩy, thì chứng tỏ nên chúng ta nên sử dụng cái anh gì, chúng ta cần phải tính tại ở đây là AA phẩy, A phẩy. Như vậy ở đây xem thử AA phẩy là bằng bao nhiêu, thì ở đây em nhìn này, cái tam giác ABC là tam giác gì? Tam giác đều. Tam giác đều thì chứng tỏ AM nó vừa là đường trung tuyến và vừa là đường cao. Thì thầy luôn luôn nói rồi, trong tam giác đều thì đường cao của nó AM này luôn luôn là bằng gì? A căn 2 của 3 trên 2. Cái việc mà tính ra cái số này nó cực kỳ dễ, em không có gì khó cả. Rồi, thầy sẽ này, em nhìn này. Ở đây M trung điểm thì chứng tỏ thằng BM này bằng A trên 2, cái chỗ này là vuông tại M đúng không? Vuông tại M thì chứng tỏ AB này sẽ là gì? Cạnh huyền. Như vậy chứng tỏ AM bình phương. Đây, trong tam giác vuông ABM này, vuông tại M thì AM bình phương sẽ bằng gì? Nó phải là bằng AB bình phương không? Tại vì nó là cạnh huyền này, trừ cho BM bình phương. Để thầy làm một lần nữa để chúng ta xem thử nó có phải là bằng A căn 2 của 3 trên 2 không? A bình phương trừ ở đây cho A trên 2 bình phương ở đây. Như vậy AM bình phương sẽ bằng ở đây là A bình phương trừ A bình phương trên 4 này. Như vậy quy đông lên, nhân lên đây trở thành là 4A bình trừ A bình chia 4. Nhưng mà kết quả ở đây sẽ bằng 3A bình trên 4. Rồi, ra chưa? Có phải AM sẽ bằng căn bậc 2 của 3A bình trên 4? Thì chứng tỏ ở đây sẽ bằng là A trên căn 2 của 3 trên 2. Có phải ra chỗ đây chưa? Nên từ nay trở về sau á, chúng ta cũng đừng có hỏi thầy, thầy ơi tại sao mà thầy lại biết được cái đường cao của cái tam giác đều ABC mà có đường cao AM mà bằng A căn 2 của 3 trên 2? Thì đây, thầy giải thích cho em rồi nha. Như vậy để tính được A phẩy, góc ở đây là có này, đúng không? Góc ở đây thì thằng này là đối, đúng không? Thằng này kề và thằng này sẽ là huyền. Tại vì ở đây nó sẽ vuông tại đâu? Ở đây nó sẽ sẽ vuông tại A này. Nghĩa trong cái tam giác, trong cái tam giác A phẩy M vuông tại đâu? Vuông tại A. Vuông tại A thì chứng tỏ A phẩy M này sẽ là cạnh huyền. Chúng ta không quan tâm tới thằng này, tại vì ở đây chúng ta đã có AM rồi, chúng ta có góc rồi, nên chúng ta sử dụng là gì? Chúng ta sử dụng tan của cái góc AM A phẩy sẽ bằng gì em? Tan là bằng đối chia kề đấy. Có phải bằng A phẩy chia ở đây cho AM không? Mục đích ta đi tính A phẩy, từ đây chúng ta suy ra A phẩy sẽ bằng AM nhân cho tan của cái góc AM A phẩy. Như vậy AM chúng ta bằng A căn 2 của 3 trên 2. Thằng này tan vào bao nhiêu? 60 độ. Có đúng không? Tan vào 60 độ. Nhưng mà tan vào 60 độ bằng bao nhiêu? Đấy. Thầy sẽ bấm máy tính cho em xem. Nghĩa là nó có số liệu chứ không? Các em nói thầy lấy ở đâu ra 60 độ. Đây, căn 2 của 3. Đây là giá trị đặc biệt mà nghe. Đúng không? Rồi ok. Như vậy thì như vậy chỗ này cái anh A phẩy sẽ bằng là A căn 2 của 3 trên 2 nhân ở đây căn 2 của 3. Như vậy căn 2 của 3 nhân căn 2 của A thì bằng 3. Như vậy kết quả bằng A trên 3A trên 2. Như vậy thì cái anh này là bằng 3A trên 2 này. Cái khoảng cách của nó, khoảng cách của hai mặt đáy này chính là bằng cái anh A phẩy này, hoặc là BB phẩy cũng được, mà CC phẩy cũng được. Nhưng cái bài này chúng ta sẽ tính ở đây là AA phẩy. Hiểu chưa? Thầy giải thích rất là cặn kẽ cho em rồi đấy. Rồi tiếp tục. Tiếp tục nha. Thể tích của khối lăng trụ. Trời ơi, quá dễ luôn. Nhưng mà câu B, thể tích của khối lăng trụ thì chúng ta sẽ lấy đường cao nhân với đáy. Đường cao chúng ta ở đây là vừa mới tính AA phẩy nhân cho đáy chúng ta là tam giác ABC, mà ABC tam giác đều. Rồi, nghe thầy nói một xíu này, thầy sẽ tính luôn. Nhớ này, cái đường cao của nó là bằng cái này, và diện tích của cái tam giác đều ABC, đáy tam giác đều thì bằng A bình phương căn 2 của 3 trên 4.
nhóm thầy hai số liệu này nha. Nếu nó là tam giác đều này, đường cao bằng đây và diện tích của nó bằng đây. Và thầy hồi nãy chỗ đường cao thầy nói rồi, bây giờ thầy giải thích chỗ diện tích nha. Nghe nói chỗ diện tích chút này, em nhìn nè, thầy bị riêng lại này. Dụ tam giác A B C, ở đây là A M, ở đây M ở đây trung điểm, không phải đường cao. Hồi nãy chúng ta tính được A M ở đây bằng A căn 2 của 3 trên 2, đúng không? Bây giờ diện tích của tam giác A B C đều, nhớ là đều nhé, chỉ đều áp dụng tam giác đều thôi, có phải bằng 1 phần 2 này nhân AM này nhân với lại BC, có phải theo đúng trong công thức không các bạn? Thầy nhắc lại cái này, thầy nhắc kiến thức cũ nha, tí nữa chúng ta có bằng bao nhiêu chúng ta thế chỗ đây chúng ta tính luôn này. Thầy tính riêng cái diện tích nó để em không phải lăn tăn cái gì nữa. Như vậy diện tích của tam giác ABC đều đều á, sẽ bằng 1 phần 2 này, AM sẽ bằng là A căn bậc 2 của 3 trên 2 này, đúng không? Còn BC, BC chúng ta có là A này, nhưng mà có phải là chúng ta lấy A nhân A đây bằng A bình phương này, cái này bằng căn 2 của 3, 2 với 2 này bằng số mấy, số 4 này, đúng chưa? Như vậy thì từ nay về sau thầy nhấn mạnh lại điều một lần nữa, là bất kỳ ở trong clip nào, bất kỳ đối với những bài toán nào mà liên quan tới tam giác đều thì thầy sẽ không tính toán như này nữa, mà thầy sẽ sử dụng luôn hai số liệu. Đó chính là một là cái đường cao của tam giác đều là bằng A căn 2 của 3 trên 2, và cái diện tích của nó sẽ bằng là A bình phương căn 2 của 3 trên 4. Nhớ thầy luôn nha. Như vậy thì đường cái anh A phải, anh A phải này chúng ta tính ở đây sẽ bằng là 3A trên 2 này. Còn cái diện tích của nó là bằng A bình phương nhân căn 2 của 3 trên 4 này. Như vậy thì ở đây là A nhân A mũ 2 là bằng A mũ 3 này. Ở đây là 3 căn 2 của 3 trên mấy, trên 8. Rồi xong thể tích của nó nghe. Câu B này, ở trên đây là câu A nghe em nha. Hình vẽ quá dễ hiểu đúng không? Những bài này tương đối dễ, chứ mấy cái bài mà tính khoảng cách mà trong hình chớp nghe, dù các cái đường chéo nhau một các kiểu thì nói chung là nó hơi phức tạp. Mà toán thì cũng có bài dễ cũng có bài khó nha, cũng không không thể nào mà có dễ hết mà cũng có khó hết. Khó hết từ khi chúng ta đi thi học sinh giỏi thôi, chứ còn đối với cái việc mà ra đề chung chung ấy thì chỉ có một khoảng một phần khoảng 3 điểm là giỏi thôi, còn 7 điểm nó phải là mức là cho chúng ta có thể làm được, gọi là trung bình, khá thông hiểu thôi. Vận dụng cao thì tầm 2-3 điểm, tùy theo ma trận đề mà giáo viên ra nha. Đó. Rồi đây các em, cái bài chi tiết cho các em này, cái hình vẽ này đây các em, chi tiết nhưng mà thực sự thầy khi đánh máy thì cũng nó cũng ấy thôi em, rút ngắn lại cho còn trình bày tùm lum thì lê ra, tại vì bản thân thầy đã giải thích và chi tiết cho các em rồi, ở đây thầy cũng đưa ra để chúng ta tham khảo thôi nha. Đây số 8 em nha. Ở đây nếu như mà chúng ta cần một bước nữa thì đấy, A căn 2 của 3 trên 2 ở đây nhân căn 2 của 3 này thì nó ra kết quả ở đây này. Đó. Được chưa? Còn cái đường cao tam giác đều ta có AM này, còn cái xem chi tiết thì trong đây thầy đã giải thích hết rồi, ta không còn phải lăn tăn gì cả, đúng không? Rồi chúng ta sẽ đi sang bài số 5 nha em nha. Đó, đây tính AM này, tính diện tích này, ta đi sang bài số 5. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài số 5 nha. Ở đây người ta hỏi như đây, một cây cầu dành cho người đi bộ ở hình 22. Hôm trước thầy có dịp đi vào Sài Gòn nghe, thành phố Hồ Chí Minh thì thầy thấy có các cái cầu vượt này dành, nghĩa là cái lối đi này là dành cho người đi bộ, còn phía dưới này là các phương tiện dành cho ô tô, xe máy các kiểu đồ nghe, còn trên đây chỉ dành cho người đi bộ thôi nha. Được chưa nào? Có mặt sàn cầu cách mặt đường là 3,5 mét. Có mặt sàn này cách cách cái mặt đường ở đây là bao nhiêu? 3,5 mét. Khoảng cách từ đường thẳng A nằm trên tay vịn của cầu đến mặt sàn là 0,8 mét, nghĩa là cái đoạn này này, các em thấy không?
cái tay vịn đây này cho tới cái mặt sàn này, nghĩa là cái đoạn này này. Đây, cái mặt sàn, đây là mặt sàn cầu nè. Đây, đây là mặt sàn cầu nè. Đây là tay vịn nè. Còn đây là mặt đường nè. Chúng ta hiểu không? Mặt đường. Nhưng mà cái khoảng cách này là bằng bao nhiêu? Bằng 0,8 mét này. Như vậy người ta yêu cầu các em là gọi B là đường thẳng kẻ từ kẻ theo tim đường. Đây là cái tim đường này. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng A và B. Như vậy cái tim đường này á, cái tim đường thực chất nó chính là nó nằm, nó thuộc cái B này, có phải là cái B này nó là nó thuộc cái mặt đường không? Mà cái mặt đường của chúng ta này, cái mặt đường ở này với là cái sàn cầu này là như nào? Song song. Song song. Như vậy cái khoảng cách giữa giữa hai cái đường thẳng A và B chính là nó sẽ tính từ cái chỗ tay vịn đây này. Đây, nó sẽ tính từ chỗ tay vịn này xuống đây. Mà xuống đây thì chứng tỏ lấy hai này cộng lại. Nghĩa là ở đây chúng ta sẽ lấy 0,8 cộng ở đây cho 3,5. Thì thằng cái khoảng cách này chắc chắn là bằng bao nhiêu? 4,3 mét này. Như vậy cái khoảng cách A với B sẽ bằng 0,8 cộng cho 3,5 là bằng 4,3 mét. Nghĩa là khoảng cách từ chỗ tay, cái tay vịn này này xuống cái mặt đường này. Mặt đường này. Nghĩa là cái mặt đường này, cái B này, cái tim đường gọi là cái len đường ấy. Nếu chúng ta học mà sau này chúng ta đi học luật thi lái xe máy hoặc là ô tô thì chúng ta sẽ biết cái đường ta sẽ, nếu không có giải phân cách thì nó có một len đường này các em. Các em lưu ý này, nếu chúng ta đi á mà có những cái len mà nét đứt này, nghĩa là từ xe từ phía bên bên tay phải chúng ta có thể qua bên trái rồi qua bên phải này, không phải đi theo đường vòng nhưng chúng ta có thể vượt. Nhưng nếu như chúng ta thấy cái len của nó mà len liền màu vàng em, len liền hoặc là hai len liền màu vàng này, thì nếu như chúng ta vượt từ bên trái qua phải hoặc là ngược lại thì chúng ta sẽ bị cái lỗi đó, chính là lỗi dầm len và sẽ bị công an giao thông tích còi ngay. Chúng ta phải nhớ nha. Nghĩa là qua cái bài này thì thầy cũng chia sẻ một xíu về cái luật, tại vì thầy cũng có bằng lái ô tô em, bằng lái ô tô B2 rồi. Nên tại vì các em là lứa tuổi học sinh nên những cái phần này có lẽ chúng ta không để ý đâu. Hồi thời trước thầy cũng vậy, giống các em vậy, chúng ta cũng chạy gọi là loạn xe ngầu chứ, tại vì chúng ta chưa được học luật. Nhớ này, các cái len mà nét đứt thì chúng ta có thể vượt xe và qua bên len này cũng được, nhưng mà đối với một len liền hoặc là hai len liền thì chúng ta không được vượt xe nha. Nếu mà ví dụ như chúng ta thường luật Việt Nam chúng ta phải đi xe bên phải đúng không? Đây ví dụ có ô tô này, chúng ta đi xe máy đây thì bình thường á, nếu mà len liền chúng ta sẽ đi vượt, nhớ vượt là lúc nào vượt cũng là vượt bên trái, chứ chúng ta không được vượt bên phải nhé. Tại vì sao? Tại vì khi mà ô tô này nó thấy một chướng ngại vật thì thường nó sẽ nép vào bên phải này, mà nép bên phải mà người ta vượt qua đây thì nó chèn người ta, là nó sẽ tông ngay chỗ điểm mù chỗ đây này. Nên khi vượt xe là phải vượt qua bên trái, và khi đó ta phải bật xe nhanh, còi để báo hiệu tài xế ngồi ở vị trí này này, để quan sát vào gương chiếu hậu ở đây để nhìn ra đằng sau đây là cho thằng này vượt thì tài xế nó sẽ nép vô và chúng ta sẽ vượt lên. Nguyên tắc là như vậy, em hiểu chưa? Đó, thấy vậy chứ mà nó cũng hữu ích đối với các em lắm ấy. Rồi như vậy thì 4,3 mét anh em, thầy cũng đưa ra cái bài giải để chúng ta có thể tham khảo. Còn chúng ta không thích ghi chép như thế này bằng chữ này thì chúng ta có thể ký hiệu cái mặt phẳng của nó. Ví dụ như ở đây mặt đường này chúng ta ký hiệu ở đây là cái mặt phẳng Q, còn mặt sàn ở đây chúng ta có thể ký hiệu ở đây là mặt phẳng B. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành viết các ký hiệu ra cũng vậy thôi nha. Ok, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Clip sau thầy sẽ bắt đầu quay cho em ở cái bài số 6 rồi đi. Chúc em học tốt, bye bye. Các em nhớ like, comment, tích cực và chia sẻ bài giảng nhất thầy nha. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh Thầy Quan nhất thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Ngọ. Ok. Đẹp luôn.